Chúc mừng thành công và hoa quay cho mình phải. À. Nhưng mà chúc mừng là thành công phải không? À, cảm ơn hai anh nhiều nha. Ừ. Anh hỗ trợ cho cái bài này. Còn nghĩa gì anh em đồng nghiệp nhau thì em làm anh ủng hộ công bạn góp mặt cho em trong bài nhạc chưa? Bài nhạc hay em. Dạ. Bài nhạc hay á. Hay rồi, hay không? Hay lắm. Hả? Dạ. Dung nó hộ, dụ Dung nó đi vô cái những người đang làm trong nghe tao quái chết đó. Biết bài này chứ không? Quái vậy? Anh Sơn á. Ủa, Thanh Sơn hả? Đâu có, anh Thanh Sơn nói gì nha, anh em, anh rất là thân thương với anh em ạ. À, gặp, anh Gọc Sơn phải không? Có, Gọc Sơn là anh lớn rồi, anh giết rồi, không nghe về đâu. Ủa, nghe Sơn nào? Sơn nào? Mã Thái Sơn nha. À, đó, mà Mã Thái Sơn giết bài này hả? Ừ, ông giết hai bài luôn á. Trời ơi, trời ơi, Sơn là ngon sao cả nhạc bà. Ừ, lúc cả nhạc nó ca dữ lắm rồi. Mà sao giết được cái bài gà này hay vậy? Ờ, em đi về, đâu lên về, ông nói là có hai bài, rồi để ông tặng em làm kỷ niệm. Vậy là lâu năm quá ông làm nó rồi em nghe gì ra uống một hai hẹn rồi ra còn mấy ngày nó đi về bển rồi tự nhiên cái ông con tình nữa thôi đó. Dạ ông mặt cái ông kêu làm gấp làm gấp làm luôn tới giờ này quay là ngày còn mai 21 tháng 7 rồi trời ơi. Nhưng mà anh nghe dạng vô lý anh nghe là đã nha. Ê, vậy có lý là hay. Đó. Cái này cho nội dung nó chuyện vui mà nó lại có bản chất của là người miền Nam mình là có những bài lý về đồ đó. Ờ kể đó để kêu sao vô à kêu nhớ không ăn này kia không giấu nghề á, tôi tưởng đâu ảnh là đi chơi là ca chung với em ai nhà anh mình đúng rồi, đúng rồi, bà ngồi đó đi, ông nhà, ông tác giả
tác giả gì anh ơi, hôm qua ngồi làm thử gì nuôi gà đó rồi nhẩm nhẩm thấy người ta giết rồi mình cũng giết luôn. Trời ơi, chiều này thì giấu ai nó biết hay chứ cha người dám nổi luôn á. Dạ, ai biết sao tôi thấy tâm lý cái bài này là vô bài này vô cái bài, cái bài nãy viết hay anh nói anh nói hay, nhưng còn cái bài mà anh nãy rồi anh quay cho em đó, đó cái bài mà bài diễn tình ai mới xong rồi mới xong cái điểm đó là của ai luôn ảnh luôn rồi. Người ta gì ta? Trời ơi. Ôi, chẳng tài chẳng là uổng mà không ai biết nha. Thôi vậy chúc mừng đi à, nhà tác giả mới. Thôi chúc mừng thằng Lâm nó hát cái bài Tô Liên Phú Lâm hả? Chúc mừng. Bây giờ là tạm ra nha. Chúc mừng, chúc mừng anh chúng ta cùng hợp nhau một chương trình này. Và tụi anh cũng chúc cho Lâm khi những cái bài sản phẩm này đưa lên mạng và là thông tin clip đồ đó là được toàn bộ những khán giả yêu mến nghệ thuật, điều yêu mến trong Việt Lâm, và nhất là ủng hộ tác giả mới Mã Khai Trường. Đồng ý không? Đồng ý. 1, 2, 3 ủng hộ cho Việt Lâm nha.